Dạ sư ơi, dù con có học giáo và nắm cũng khá vững, nhưng không hiểu sao phần trí của con nhiều hơn phần tính. Nên đôi lúc đọc đến những bài kinh có thần thông và những điều mà hiện tại chúng ta không có, con lại sinh lòng nghi ngờ, đôi lúc niềm tin. Con rất mãnh liệt nhưng đôi lúc lại không. Con hay tự hỏi là những điều này có thật không? Hay mình đang bị lừa, sư có cách nào cải thiện vấn đề này hay không? Con mong sư chỉ dạy, cảm ơn sư. Có thì có, nhưng mà quan trọng là quý vị có chịu làm hay không. Giống như bây giờ mình mắt mình nó bị cận nặng á, nhìn cái gì nó cũng mờ mờ hết trơn á, giờ gọi hỏi bác sĩ bây giờ tôi muốn thấy cái gì đó nó rõ, chứ còn giờ sao tôi nhìn cái gì nó cũng mờ mờ hết trơn. Giờ bác sĩ nói thôi bây giờ đeo kính cận nghe. Nói, thôi tôi không đeo đâu, đeo nặng đầu. Bác sĩ nói thôi nếu không đeo kính cận thì đeo áp tròng cũng được. Nó không áp tròng đâu, áp tròng nó hư mắt. Vậy thôi không áp tròng thì thôi chắc phẫu thuật nghe. Thôi phẫu thuật tốn tiền lắm, không làm. Cái gì cũng muốn mà cái mình không muốn làm cái gì hết trơn thì bác sĩ cũng bó tay. Thì trường hợp của quý vị cũng tương tự như vậy, phương pháp là có, cái quan trọng mình có làm hay không. Đó chính là gì? Đi thực hành thiền, đi tu thiền. Quý vị thực hành các phương pháp thiền chỉ, quý vị thực hành miên mật, bỏ ra 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm. Quý vị đi vào trong trường thiền mà ngon lành, đúng nghĩa, xịn á, quý vị thực hành đi. Rồi những thời trình pháp á, quý vị nghe đó, rồi quý vị trình, rồi quý vị thực hành, rồi quý vị sẽ biết là mấy cái vụ đó nó có hay không. Sư nói thiệt là trong cái giới của chư tăng với nhau á, thì các sư không có bị gò bó, cho nên là các sư kể mấy chuyện đó nó thường lắm. Nhưng mà đối với quý vị thì các sư không có được kể, mà quý vị cứ đi, quý vị trải nghiệm, tự quý vị biết. Rồi quý vị sẽ thấy là có hay là không. Rồi khi đó quý vị sẽ đọc kinh, rồi quý vị sẽ tin thôi. Cái người nhiều trí á, một trong những cách để cho họ tính được là họ phải thực hành. Họ thực hành, họ trải nghiệm là tự nhiên họ tin được những cái được ghi lại, được mô tả trong kinh. Còn khi họ không thực hành, họ ngồi đó mà họ tưởng tượng á, thì đương nhiên họ tin không nổi. Cho nên như sư nói, phương pháp là có, nhưng mà cái quan trọng là mình có chịu làm hay không. Chứ còn bây giờ tôi muốn tin, tôi muốn thấy, mà bây giờ làm tôi không muốn làm, thì giờ sư cũng chịu thua. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có phương pháp nào khác hay không? Vị khi mà sư đọc cái câu hỏi này nha, này sư cũng thú thật quý vị, thật sự là quý sư trả lời rất là nghiêm túc, bản thân sư trả lời rất nghiêm túc, nhưng mà nếu mà thật sự nếu mà chính vì trả lời nghiêm túc thì vị muốn quý vị tốt đẹp hơn thôi, tốt hơn thôi, chứ nhiều khi nói mà nói thẳng quá thì quý vị nhiều khi nói xong sung sư hay tôi tưởng sư tệ này, cái câu hỏi mình hỏi mà sao mà nói khó nghe quá. Mà thật sự là nếu mà không có những cái vấn đề mình không nói ra thẳng lại không giải quyết được thì vậy nó khổ vậy, sự khổ vô cùng. Giống như trong cái câu hỏi này là nó có những cái điểm nó mâu thuẫn rất là nhiều. Bây giờ sẽ chỉ điểm ra những cái điểm mâu thuẫn nha, để cho quý vị thấy nha, đặc biệt là cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, để mình tốt hơn. Nếu quý vị thật sự có lắng nghe, có thật sự quý vị có tôn trọng lời Phật dạy, quý vị có trân trọng trí tuệ chánh kiến, đầu tiên á, cái điểm mâu thuẫn lớn nhất á, là cái vị này nói nè, nói là có nghĩa là nói là học giáo lý nè, là nắm giáo lý vững này nha, cái thứ nhất đó, rồi lại nói là cái phần trí của mình nhiều hơn phần tính, đúng không? Nhưng mà lại nó ở ở dưới lại nói là sanh lòng nghi ngờ,
Xin lòng nghi ngờ tức là sự hoài nghi, thưa vị. Mấy vị biết đó là hoài nghi á, cái hoài nghi á, cái gì đó chị hoài nghi không ạ? Đó là trí tuệ, thưa vị. Trong năm năm chuyện cái, trong năm cái chướng ngại đó là cái hoài nghi á, nói chung là những cái gì thuộc hoài nghi thưa vị là phải giải quyết bằng cái trí tuệ đó. Thì vị có rõ ràng thấy đây là thì mình thấy sự cái sự mâu thuẫn chưa? Cho nên là chính vì sự mâu thuẫn đó là ở đây cái vị này hỏi là sư có cách nào cải thiện vấn đề này không? Đó, cải thiện vấn đề thì Đức Hạnh Tại có nói đó. Ở đây thì sư có một cái điều là khuyên nha, là sư thật, rất là thật tâm khuyên đó là mình đừng quá chủ quan, đừng quá chủ quan, đừng quá chủ quan. Bản thân sư đây nè, nó thật sự bản thân sư đây, sư cảm nhận nha, vì Phật pháp đó, sư vẫn không dám nhận mình là thiên về cái trí tuệ này, mà sư thiên về phần tính đó. Như vậy sư không dám nhận trí tuệ. Thật sự những cái vị mà thiên về trí tuệ, thưa quý vị, là cái việc học hành pháp đó, nắm vững thậm chí là pháp học hành đó, rất là tinh thông. Đó. Bản thân sư sư chưa nhận mình là trí tuệ, mà bản thân sư thật sự chưa chưa dám nhận mình là gọi là giáo lý học mà gọi là khá vững. Tại cái từ khá vững này là phải xem thường, thưa quý vị. Mà thậm chí nếu quý vị nghe sư nói nghiêm túc nha, nếu thật sự ở đây quý vị nói là nếu mà mình học giáo lý mà thật sự là nắm vững nha, nắm vững thì vốn dĩ quý vị cũng không có cái lòng sinh nghi ngờ đâu, nó lại đâm ra một cái mâu thuẫn nữa. Nó như vậy. Đây á, là một cái sự mà gọi là chủ quan rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì chưa chưa đưa ra một cái ví dụ như vậy. Hồi rất là lâu, thưa quý vị, có một cái vị kia dạy thiền á, thì khi mà giảng về tứ diệu đế, cái vị đó giảng về cái vị đó là dạy thiền, giảng về tứ diệu đế và cũng đưa cái tài liệu tứ diệu đế đó, là cho một cho các thiền sinh đó, vị đó thì trong cái phần tập đế, thưa vị, tập đế đó, cái vị đó để là tập đế tức là nguyên nhân của khổ đó, nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của sinh tử luân hồi đó, là vị đó để là nguyên nhân sinh tử luân hồi đó là vô minh và tham ái đó. Thì khi mà sư đưa tài liệu nè, sư đưa cho một số vị là cũng có, sư nói là có kỹ năng Phật pháp nha, thì một số vị đôi khi mà nhìn lướt qua các kiểu này nọ thì đều nghĩ ở này đúng là bình thường, mà không phải, thưa vị. Đó, đó là quý vị thấy không, nghe là đôi khi không phải là không có biết được, nhưng mà đôi khi có cái sự xem hời hợt đó. Hay là khi chủ quan đó, mình nghĩ là mình nắm được rồi, nhưng mà không phải vậy. Mình muốn chỉ tập đế, cái tập đế nhân khổ là chỉ có tanha, tức là chỉ có tha mái thôi vậy. Cho nên đừng xem thường, đúng không? Đừng có tự tin là mình tự tin quá, gọi sư đội tự tin quá. Tại vì nếu ở đây á, là sư nhắc lại một lần nữa, nếu mà ở đây mà mình tự tin thật sự là mình có học giáo lý và nắm khá vững, dùng từ khá vững nha, đó, rồi gọi lại lại mình nói là mình thiên về phần trí nữa, thì sư đảm bảo ở đây là không có cái trường hợp mà gọi là mình sinh lòng nghi ngờ. Sư nói thật tâm là gì luôn. Thế như vậy. Còn á, ở đây cũng sẵn giống như khuyến khích quý vị luôn, khuyến khích thật sự rất thật tâm khuyến khích quý vị luôn. Còn quý vị muốn biết cái kiến thức Phật pháp của mình đó nó nằm ở cái level nào á, level nào, hiểu không? Thì xin mời đến 14 âm lịch này đến chùa Nguyên Thủy dự cái lễ Đầu Đà, để gọi là chúng ta đi ha, cùng ôn lại giáo lý Phật pháp, ôn lại kỷ niệm lễ Tam Hợp Quy Sắc. Đó, được rồi, quý vị, bản thân quý vị sẽ tự biết mình đang nằm ở cái mức nào, gọi là yếu hay là không, yếu Phật pháp hay là trung bình hay là khá, giống như là nên đề cập ở đây. Đó. Thì trước khi kết thúc câu hỏi này, sư cũng mong là nếu quý vị có tầm cầu mà học và hành pháp đó, thì để biết mình cái khả năng mình đến đâu, thì xin mời quý vị đến cái buổi lễ Đầu Đà là 14 âm lịch, 14 âm lịch nha, ở chùa ở Thiền viện Nguyên Thủy. Thì cái thông tin cụ thể là giờ giấc này nó có đăng trên fanpage của Đức Thanh Tuệ đó, quý vị có thể xem theo dõi. Quý vị nếu quý vị đến mà trả lời các câu hỏi quý sư đó, thì có quà, nó có quà pháp đem về nữa đó, khuyến khích quý vị vậy. Xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Khéo léo để mời quý Phật tử về tham dự đêm lễ Đầu Đà. Xin
thưa với quý vị á, đây là cái đêm lễ đầu tiên cũng rất là lâu rồi thì Thiền viện Nguyên Thủy mới bắt đầu mở lại, cho nên là cũng sư cũng rất mong quý Phật tử sẽ vân tập về để ủng hộ và cho đêm lễ được trọn vẹn. Sư cũng giới thiệu qua là đêm lễ thì chúng ta sẽ chọn một đêm từ 14 cho đến 15, và ở trong khóa lễ thì có phần thuyết pháp, rồi có phần đố vui, tức là các sư đố rồi quý vị trả lời. Thì lúc bây giờ nó sẽ xem coi cái nền tảng giáo lý của quý vị là nó tới đâu. Rồi đến cái phần cũng vấn đáp, tức là quý vị hỏi mấy sư thì các sư sẽ trả lời. Rồi cái phần luận đạo là quý vị hỏi nhau rồi mấy sư sẽ làm trọng tài. Rồi còn có phần ví dụ như là Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà, thì ở đó đó quý vị bình thường nè, đó mình muốn giảng pháp giảng đạo thì cho quý vị lên quý vị nói. Bình thường mình gặp Phật tử ha, mình gặp bạn đạo mình khoái lôi đầu họ ra, mình đè đầu họ ra mình giảng đó, mình thích lắm, thì đó hôm đó sẽ cho quý vị nói thoải mái. À, thì có nhiều chương trình để phục vụ cho khóa lễ và đương nhiên là để chúng ta vun bồi công đức để tưởng niệm ngày lễ tam hợp Vesak. Ha, thì mong là quý vị sẽ nhân cái buổi vấn đáp này có nghe được và chúng ta về với Thiền viện Nguyên Thủy. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.